Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Con trai ông Nguyễn Tấn Dũng nhảy vào lò lửa, Nguyễn Thanh Nghị làm trò dại phải không? Những ngày gần đây, cả đảng và chính phủ đang ra tay chấn chỉnh thị trường bất động sản. Việc bắt hàng loạt người gần đây đều có liên quan đến bất động sản. Việc bắt ông Trịnh Văn Quyết lý do là lũng đoạn thị trường chứng khoán, nhưng thực chất là ngành nghề của FEC kinh doanh bất động sản, hay bắt hàng loạt người của tập đoàn Đại Quang Minh cũng liên quan đến bất động sản. Có thể nói thị trường bất động sản Việt Nam hiện nay là cái ống nhọt không thể trị được mà chỉ có thể cắt bỏ. Giá nhà đất tăng vùn vụt, dù là cả bộ máy chính quyền ra sức ngăn chặn nhưng dường như cũng vô vọng. Giá nhà vẫn tăng, đất cũng tăng, nó có nguy cơ nổ bong bóng trong thời gian tới. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng của Việt Nam. Những sai phạm đất đai thực chất nó đã xảy ra hàng chục năm trước. Nó chính là ung nhọt không thể giải phẫu. Vậy nên ai xung phong trong mặt trận ghìm giá bất động sản thì người đó chịu rất nhiều rủi ro. Nếu thành công thì chẳng ai tuyên dương là anh hùng, nhưng nếu thất bại làm cho thị trường bất động sản nổ bong bóng thì người đó thành tội đồ. Nguyễn Thanh Nghị rất hăng say và tích cực. Ông Nghị là Bộ trưởng Bộ Xây dựng nên rất nóng lòng, muốn làm gì đó để thể hiện năng lực của mình. Trẻ tuổi, đầy nhiệt huyết nhưng xem ra Nguyễn Thanh Nghị còn non. Với bản chất ngựa non háu đá thì có ngày Nguyễn Thanh Nghị sẽ sập bẫy của chính mình. Lĩnh vực bất động sản đang là cái bẫy cho ai muốn nhảy vào, nhưng Nghị không sợ. Rất đáng khen trưởng nam của ông Nguyễn Tấn Dũng. Nhưng thành công hay không thì đó là vấn đề khác. Nếu thất bại thì đó là một rủi ro cho sự nghiệp chính trị của Nghị. Vào ngày 8 tháng 5, ông Nguyễn Thanh Nghị, trưởng nam của ông cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, đã chỉ đạo Bộ Xây dựng đưa giải pháp lành mạnh hóa thị trường bất động sản. Quả thật, Nguyễn Thanh Nghị đang xung phong nhảy vào lĩnh vực nóng nhất hiện nay, nóng hơn cả lò lửa. Đó là lĩnh vực bất động sản. Đây là hình ảnh Nguyễn Thanh Nghị đã chỉ đạo Bộ Xây dựng can thiệp vào bất động sản. Trước những khó khăn và thách thức mà thị trường bất động sản đang phải đối mặt về mặt pháp lý, vốn, ông Nguyễn Thanh Nghị đã để ông Nguyễn Mạnh Khởi, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và Xây dựng Thị trường Bất động sản thuộc Bộ Xây dựng, đưa ra 5 giải pháp để góp phần làm lành mạnh hóa thị trường bất động sản ở Việt Nam. Có thể nói, vướng mắc về mặt pháp lý hiện nay vẫn tồn đọng những mâu thuẫn chồng chéo là những cản trở mà đã nhiều thập kỷ chưa ai gỡ được. Nay Bộ Xây dựng cho rà soát lại toàn bộ các chính sách, bộ luật để đem lại tác động cụ thể, tích cực, sát với thực tiễn và đảm bảo có tính chất liên kết với nhau, rà soát luật pháp hiện ra là những sự bất hợp lý thì không khó. Cái khó là ai ngăn cản được các nhóm lợi ích lớn làm ăn. Liệu rằng ông Nguyễn Thanh Nghị có ngăn nổi hay không? Cho nên thất bại là điều rất dễ thấy. Ông Nguyễn Mạnh Khởi cho rằng vấn đề hiện nay cần quan tâm là nguồn cung bất động sản. Các ban ngành cần tích cực tìm ra phương án bổ sung cung cấp thị trường trong thời gian tới. Các dự án còn đang dang dở về vấn đề pháp lý, về khởi công, xây dựng v.v. nên chưa hoàn thành và đưa vào sử dụng gần được nhanh chóng thông qua, đặc biệt là phân khúc nhà ở xã hội. Quả thật như vậy, xác định nguồn cung thiếu là hời hợt bởi vì Việt Nam có rất nhiều dự án ma không ai ở cả. Thành phố mới ở Bình Dương xây xong hàng chục năm vẫn vắng như chùa Bà Đanh. Điều đó chứng tỏ cung không thiếu. Tuy nhiên giá bất động sản vẫn tăng là bởi các nhóm lợi ích làm giá. Vấn đề này gây nhức nhối trong xã hội hàng chục năm qua và chính quyền của đảng cũng đành bó tay. Đây là hình ảnh có phải được hậu thuẫn bởi ông Nguyễn Tấn Dũng, bà Nguyễn Thanh Nghị không ngán ai cả. Ông Khởi cũng cho biết Bộ Xây dựng đã đề xuất chính phủ xem xét không nên hạn chế tín dụng đối với toàn bộ các dự án bất động sản. Để gỡ về vướng pháp lý, chính phủ cũng đã đề xuất Quốc hội sửa đổi luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản, luật đất đai. Ông Nguyễn Thanh Nghị đã rất nhiệt tình muốn giải quyết vấn đề mà cả bộ máy đang phải bó tay. Có thể nói, việc nhiệt tình này sẽ không mang lại hiệu quả, mà ngược lại, nó sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp chính trị của ông Nguyễn Thanh Nghị mà thôi. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bộ Quốc phòng có biến, bắt người nhưng Tô Lâm đứng ngoài cuộc. Phan Văn Giang
phạm tội gì. Hội nghị Trung ương lần thứ 5 đang diễn ra. Bên ngoài, ông Nguyễn Phú Trọng cho lực lượng chức năng xua quân khắp nơi để bắt người. Nói theo ngôn ngữ của Cộng sản là vừa đánh vừa đàm, có bắt người mới ngã giá ra được. Đằng sau bức màn hội nghị, không biết các thế lực đã đe dọa ngã giá như thế nào với nhau. Cụ thể ra sao thì không rõ, nhưng chắc chắn một điều, nó đang diễn ra rất khốc liệt. Vụ án công ty Việt Á là ổ sai phạm. Ông Nguyễn Phú Trọng cho phanh phui đến cùng vụ án này thì có thể nói đây là một đại án chưa từng có chứ không phải nhỏ. Vụ án này dính đến Bộ Y tế, Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo, vân vân. Nhiều quan chức rất lớn đã nhúng tay vào để giúp công ty này móc túi rất nhiều tiền của người dân giữa lúc họ đang gặp hoạn nạn. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng đang toan tính gì ở Hội nghị Trung ương lần thứ 5. Vào ngày 8 tháng 5, báo chí nhà nước Cộng sản đồng loạt đưa tin Bộ Công an cho bắt tạm giam Giám đốc Bệnh viện Quân y 110, Cơ quan Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Đại tá Diêm Đăng Thanh, Giám đốc Bệnh viện Quân y 110 thuộc Cục Hậu Cần Quân khu 1 để điều tra về những sai phạm của ông này. Theo đó, cơ quan điều tra này đã thực hiện lệnh bắt và khám xét nơi ở, nơi làm việc của ông Diêm Đăng Thanh vào ngày 7 tháng 5. Sau khi ông Thanh bị bắt, công việc điều hành Bệnh viện Quân y 110 hiện do một phó giám đốc của bệnh viện phụ trách. Theo Bệnh viện Quân y 110, ông Diêm Đăng Thanh sinh năm 1968, quê ở huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Ông Thanh tốt nghiệp Học viện Quân y vào năm 1991, sau đó về nhận công tác tại Bệnh viện Quân y 110. Đến tháng 3 năm 2009, ông Thanh được bổ nhiệm làm phó giám đốc bệnh viện và được bổ nhiệm giữ chức vụ giám đốc vào tháng 9 năm 2011. Có thể nói ông Thanh có rất nhiều thành tích của chế độ. Tuy nhiên, đến giờ này thì lộ ra rất nhiều vấn đề lớn. Những người được chế độ phong là ưu tú thường như chẳng có chút gì là ưu tú cả. Cũng là quan tham như mọi quan tham khác. Được biết, vào năm 2012, ông Thanh được phong tặng danh hiệu thầy thuốc ưu tú. Tháng 1 năm 2015, ông này được hội đồng chức danh giáo sư nhà nước quyết định công nhận chức danh là phó giáo sư. Đây là hình ảnh thông tin bắt người tại Bộ Quốc phòng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bệnh viện Quân y 110 thuộc Cục Hậu Cần Quân khu 1 là bệnh viện đa khoa hạng 1, có địa chỉ tại phường Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh và là cơ sở 2 ở xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Bệnh viện này có nhiệm vụ khám bệnh, thu dung, cấp dưỡng, điều trị cho các đơn vị quân đội trên tuyến, cơ quan, đơn vị, công ty và nhân dân trên địa bàn các đơn vị đóng quân, sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cấp trên giao. Như vậy là việc bắt bớ này ngoài phạm vi của ông Tô Lâm, những gì liên quan đến Bộ Quốc phòng thì Bộ Công an không được đụng vào. Bộ Quốc phòng được xem là một vương quốc riêng. Vì thế mà những quan chức ở trong ngành này ăn rất bạo và rất khó phát hiện. Trước đó vào ngày 5 tháng 4, ông Nguyễn Phú Trọng cho họp ban bí thư để xem xét thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Quân y các nhiệm kỳ 2015 đến 2025 và các cá nhân bao gồm Trung tướng Đỗ Quyết, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Quân y, Thiếu tướng Hoàng Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Quân y. Như vậy là quân đội đã bị tẩy hàng loạt. Vấn đề là khi nào thì bắt người mà thôi. Và lệnh thanh trừng này được ông Nguyễn Phú Trọng chuẩn bị rất kỹ trước Hội nghị Trung ương lần thứ 5 của Đảng Cộng sản Việt Nam đang diễn ra tại Hà Nội. Đây là hình ảnh ông Phan Văn Giang không thể không có trách nhiệm trong sai phạm tại Bộ Quốc phòng. Ông Phan Văn Giang là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, phải là người chịu trách nhiệm cao nhất về sai phạm hàng loạt trong bộ máy mà trách nhiệm quản lý thuộc về ông. Nếu nói ông Chu Ngọc Anh chịu trách nhiệm ở sai phạm của Bộ Khoa học và Công nghệ, thì ông Phan Văn Giang cũng không thể vô can trong trường hợp tương tự. Vậy câu hỏi đặt ra là bao giờ ông Nguyễn Phú Trọng cho xử lý về mặt đảng đối với ông Phan Văn Giang? Và liệu ông Phan Văn Giang có bị kỷ luật gì hay không thì cần phải chờ Hội nghị Trung ương 5 kết thúc. Nếu ông Trọng không xử lý ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, thì điều đó chứng tỏ ông Trọng đốt lò vì đấu đá
chứ không vì một bộ máy trong sạch.